Tây Tạng công trình tình nghĩa trường mầm non thôn Xín Trải A, VNPT Vinaphone đã trao tặng các suất quà tặng giá trị, mũ len, áo ấm, đồ dùng học tập, ba lô cho các cháu mầm non, nhằm đem lại một mùa đông ấm áp, hành trang theo các em tới trường. VNPT Vinaphone cho biết, trường mầm non thôn Xín Trải A nằm ở một trong những thôn khó khăn nhất của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Tại đây, các cô và trò phải giảng dạy và học tập trong điều kiện rất khó khăn và thiếu thốn. Do đó, để chia sẻ kịp thời những khó khăn cũng như cải thiện điều kiện dạy và học của trường. Các đơn vị trực thuộc tổng công ty VNPT Vinaphone đã phát động cán bộ công nhân viên, cộng tác viên quyên góp được hơn 300 triệu đồng để ủng hộ xây dựng điểm trường học tập mới. Đây là việc làm cực kỳ ý nghĩa, thiết thực và kịp thời của VNPT Vinaphone để cô và trò trường mầm non tại thôn Xín Trải A có môi trường học tập khang trang, hiện đại hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Nguyễn Đồng Long, phó chủ tịch công đoàn tổng công ty vnpt vinaphone cho biết đây là một việc ý nghĩa đối với an sinh xã hội đồng thời khẳng định hơn nữa sự gắn bó của vnpt với cấp chính quyền trong việc xây dựng cuộc sống ấm no hơn cho người dân trong suốt những năm qua vnpt nói chung và vnpt vinaphone nói riêng luôn hết mình vận động tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện an sinh xã hội nhằm đem lại những giá trị về cả vật chất lẫn tinh thần cho những gia đình người lao động những em học sinh biết vượt qua những khó khăn để vươn lên trong cuộc sống